Sáng ngày 31 tháng 10, hàng ngàn người dân ở các tuyến đường chính ở quận Ninh Kiều như Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Huỳnh Cường, Đề Thám vui mừng vì thoát cảnh nước tràn ngập đường dù triều cường vượt báo động 3. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng vào sáng nay, ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ cho biết, chiều ngày 30 và sáng ngày 31 tháng 10, Ban Quản lý Dự án bắt đầu lắp đặt hệ thống cửa van của âu thuyền Cái Khế cùng hệ thống cống và ngăn triều bảo vệ đô thị trung tâm quận Ninh Kiều và một phần quận Bình Thủy. Dù chỉ là thử nghiệm nhưng đã phát huy tác dụng, đảm bảo mục tiêu chống ngập và bảo vệ vùng lõi của đô thị trung tâm quận Ninh Kiều. Hiện nay, chủ đầu tư đang khẩn trương thi công các công đoạn còn lại để hoàn thiện công trình, dự kiến vào tháng 6 năm 2024.